Han Ye-seul cùng người yêu trai bao đi đảo Jeju bất chấp bị Kynet chửi rủa. Những ngày qua, làng giải trí xứ Hàn xôn xao bàn tán về nữ diễn viên Han Ye-seul. Từ chuyện bạn trai kém tuổi của cô là trai bao đến lùm xùm chơi đồ ở Bonisun, nữ diễn viên xinh đẹp đã đăng đàn giải thích mọi chuyện nhưng có vẻ mọi chuyện vẫn chưa lắng xuống. Để đáp trả anti-fan, mới đây Han Ye-seul đã đi du lịch ở đảo Jeju cùng bạn trai và vui vẻ đăng ảnh lên trang cá nhân. Cô tiết lộ đang đi du lịch với bạn trai và gây sốt với gương mặt rạng rỡ. Nữ diễn viên mặc váy lệch vai có họa tiết hoa sặc sỡ cùng đôi sandal màu trắng. Có thể thấy nữ diễn viên đang vô cùng vui vẻ và tràn đầy sức sống. Bất chấp ồn ào đời tư, Han Ye-seul cho thấy cô hạnh phúc với lựa chọn của mình. Nữ diễn viên nhắn nhủ fan, hãy hỏi bất cứ lúc nào, tôi sẽ nói với bạn mọi thứ mà không cần né tránh. Sự rõ ràng và quyết liệt của Han Ye-seul nhận được phản hồi tích cực của nhiều người. Đa phần khán giả, bạn bè cô cho rằng nữ diễn viên sống thật với mình. Tờ Chosun đánh giá Han Ye-seul trung thực và tự tin. Cô ấy đã trả lời một cách rất cởi mở, khiến ngay cả những tin đồn cũng trở nên vô ích. Thông thường khi đối mặt với những tấn công như vậy, người nổi tiếng hiếm khi phản ứng trực tiếp. Họ có xu hướng đưa ra các thông cáo báo chí như tin đồn vô căn cứ hoặc sẽ tìm kiếm hỗ trợ pháp lý. Nghệ sĩ càng nổi tiếng sẽ càng kín tiếng, do đó lựa chọn của Han Ye-seul rất táo bạo và quyết đoán, dù rủi ro mắc fan là không tránh khỏi. Trước đó một ngày, Han Ye-seul đã gây bất ngờ cho khán giả lẫn viện Garo Sero, kênh YouTube đã tấn công cô suốt những ngày qua. Trong buổi livestream của mình hôm 9 tháng 6, Han Ye-seul làm rõ mọi thông tin mà viện Garo Sero đã tung ra, cho thấy cô không sợ mà sẵn sàng đối chất thẳng. Cô cũng nói mỉa mai rằng ông Kim đã rất giỏi trong việc lấy sự thật về cuộc đời tôi và sáng tạo hóa chúng một cách quá mức. Trong buổi livestream hôm 9 tháng 6 với nội dung kể tất cả, Han Ye-seul chính thức xác nhận lẫn phủ nhận những tin đồn qua kênh YouTube cá nhân. Liên quan tới bạn trai hiện tại, Han Ye-seul phủ nhận tin đồn cô tránh mặt anh sau ồn ào đời tư. Cô cũng nhấn mạnh rằng nếu có bất cứ ai là nạn nhân của bạn trai cô, vui lòng gửi đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng thay vì xì xào đằng sau. Xung quanh việc nhiều người dùng cụm từ bao nuôi để nói về cách cô đang giữ mối quan hệ với bạn trai, Han Ye-seul có một biểu cảm khá đáng yêu. Cô còn nói rằng việc một phụ nữ có chút năng lực và tài sản đối xử tốt với bạn trai không phải là chuyện gì quá to tát. Còn nhớ vào năm 2011, Han Ye-seul từng chịu sự ghét bỏ vì đột ngột rời đi Mỹ, từ bỏ sự việc đóng phim Spy Moon Jung-gun. Mặc dù diễn viên đã trở lại chỉ sau vài ngày, việc cô không quay phim đã khiến cho quá trình sản xuất bị tạm ngưng. Các phương tiện truyền thông khi đó đưa tin rằng nguyên nhân là do bạn trai khi đó của cô, một người thừa kế tập đoàn, muốn cô giải nghệ và kết hôn với anh. Hai người đã đi Mỹ cùng nhau. Tại buổi livestream, Han Ye-seul nói cô đi Mỹ một mình, bạn trai không đi. Tin đồn còn khẳng định Han Ye-seul đã nhận được một chiếc Ferrari từ người yêu cũ, chính là người thừa kế tập đoàn. Diễn viên nói, tôi có nhận được một món quà là một chiếc Ferrari hay không? Vâng, đó là sự thật. Nhưng nó có gì sai không? Không lẽ tôi không được nhận quà ư? Tôi đã khoe khoang về nó. Vâng, đó là sự thật. Nhưng nếu bạn trai tặng quà cho bạn, bạn chắc mình sẽ không khoe khoang chứ? Diễn viên phủ nhận tin đồn cô và bạn trai Tết đi chia tay là lý do có bên thứ ba liên quan, được cho là diễn viên Ju Yeon-jung. Đúng, anh ấy là một người mà tôi từng yêu. Tôi luôn yêu quý anh ấy, chúng tôi đã hẹn hò rồi chia tay như các cặp đôi khác, nhưng chia tay đâu có nghĩa là có sự dối lừa ở trong đó. Bác bỏ thông tin đánh Jennie, nhóm Blackpink thẳng tay vì nghi ngờ cô gái trẻ cướp bạn trai mình, rapper Tetty. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Jennie, việc tôi ghen tuông vì Jennie lén lút hẹn hò với Tetty là không đúng. Han Ye-seul cũng thừa nhận đã đến câu lạc bộ Burning Sun trong một sự kiện Halloween, tuy nhiên cho biết chỉ chơi ở khu vực chung chứ không phải chọn phòng riêng, do đó việc dùng ma túy bay lắc là sai sự thật. Khi tôi đến câu lạc bộ, họ nhận ra tôi là Han Ye-seul và cho tôi một phòng riêng miễn phí vì tôi là người nổi tiếng. Tuy nhiên tôi đã từ chối. Tôi không thích phòng riêng vì ngột ngạt. Còn nếu mọi người có video tôi bay lắc, hãy công khai. Tôi hy vọng video không ghi lại cảnh tôi nhảy hơi xấu. Han Ye-seul là một nữ diễn viên người Mỹ gốc Hàn Quốc sinh năm 1981. Cô xuất hiện lần đầu trong bộ phim sitcom Nonstop 4, từ đó đóng vai chính trong các bộ phim truyền hình như Cặp đôi kỳ lạ, Canh bạc nghiệt ngã, Tuyết có rơi đêm Giáng sinh, Sản sinh mỹ nữ, Cô nàng đào mỏ, Lượm nhạc tình yêu. Han Ye-seul công khai bạn trai hồi giữa tháng 5. Ro Sun-jae kém cô khoảng 10 tuổi, học tại Đại học Nghệ thuật. Trước đây, Ro Sun-jae tham gia vào lĩnh vực diễn xuất truyền hình trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, sau đó anh quyết định không theo đuổi sự nghiệp đóng phim nữa, mà chọn quay trở lại lối sống của một công dân Hàn Quốc bình thường. Sau khi anh và Han Ye-seul công khai quan hệ, anh bị nghi ngờ là trai bao. Trước ồn ào, Han Ye-seul livestream cho biết đúng là bạn trai cô yêu thích hộp đêm, làm việc ở hộp đêm nhưng không phải trai bao.